Rồi, ok, hello anh em đã đến với kênh Hay Ho của mình nhé. Thì hôm nay mình mở hộp một sản phẩm khá là to này anh em xem. Đó, thì mình phải để nó trên sàn nhé, anh em thông cảm. Thì đây, hôm nay mình mở hộp đó là chiếc ghế bệt tatami tựa lưng này. Đó, cái ghế bệt mà nằm dưới đất đó, nó không có chân đó, để chúng ta tựa lưng ngồi đó. Đây, giá của nó là 485.000, đã bao gồm ship nha anh em. Thì cái ghế này là giá hơn 400.000, tiền ship là khá, ghế này khá nặng này. Thì tiền ship mà hình như là 85.000, nhưng mà shop đã có cái mã free ship mình anh em, mình chỉ trả chắc tầm 10.000 thôi, tại mình ở xa. Còn bạn nào ở gần Hồ Chí Minh thì chắc là sẽ nhận nhanh và được free ship nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở em này ra để xem cái chất lượng của nó như thế nào. Đó, thì anh em xem, đây là ghế tựa này, hàng loại 1 này. Đó, thì ở trên Shopee á, nó có rất là nhiều cái ghế này có rất nhiều loại nha. Thì giá rẻ cũng có, giá mắc cũng có. Thì đây, mình chọn cái shop mình thấy đánh giá cao. Và giá cũng mình thấy feedback lại khá là tốt, chứ không như những shop khác nha. Đó, thì anh em xem tham khảo. Link thì mình sẽ để phía bên dưới nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp nha. Rồi, đây, mình đã mở nó ra này nè, đây anh em thấy này, khá là êm và mềm này. Đó, bây giờ mình sẽ mở nó ra luôn nhé. Anh em cẩn thận này, để cho mình đỡ chọc. Anh em khi mở cẩn thận dao kéo chọc và làm rách ghế nha. Đó, ở đây, đây là cái ghế của mình này, mình chọn màu xanh rêu này, còn anh em có thể chọn màu khác nha. Đây, mình sẽ mở nó ra luôn. Đó, thì chiều dài của nó là 100cm nha. Đó, chiều dài 100cm, chiều rộng 50, và bề dày của nó là 10cm nha. Đó, thấy khá là dày, khá là êm. Đây, khá là chắc, mình giữ đây này. Khá là chắc, tí nữa mình sẽ ngồi lên thử luôn nha. Đây, căng đất của nó này. Đó. Thì theo shop quảng cáo thì đây là ghế chính hãng của Nhật nha. Đó, còn các shop khác mình thấy hàng rất là, nhìn rất là phách nha. Hàng loại 2, loại 3 nhìn rất là phách. Đó, tiền là của nó nha anh em. Đây, mặt sau chúng ta có thể tháo được nha. Mình sẽ tháo ra thử nha. Đây, đây là bên trong của nó này. Đây, anh em có thể coi bên phía bên trong. Đó. Đó, mình thấy khá là ok. Ngồi chiều nào cũng được. Thì bây giờ mình sẽ thử ngồi luôn nhé. Mình thì nặng tầm 60kg, thì để xem cái ghế này có chịu được người mình không nhé. Okay. Đó. Ngồi khá là êm, thoải mái. Này, mình dựa này. Đó. Đó. Khá là tốt. Này, mình nhún này. Bây giờ mình sẽ để thay đổi ấy thì đó, để thay đổi độ nghiêng á, thì anh em kéo về đây cho mình, kéo về hướng ngược lại đó, rồi chúng ta sẽ đẩy từ từ lên xuống đó, kéo về, kéo một cái rồi lại xuống. Thì
Thì trong video này mình giới thiệu cho anh em một cái ghế tựa lưng tên gì nhỉ? Mình quên mất rồi. Đó, thì mua trên Shopee với giá hơn 400 nghìn, gần 500. Thì anh em mà thấy chất lượng của nó như nào thì hãy comment phía bên dưới nhé. Còn link mua của shop ghế mình sẽ để ngay phần mô tả, anh em nào quan tâm thì click vào để mua. Đó, thì trên Shopee có rất nhiều giá thì anh em hãy tham khảo. Đó, đây là cái ghế mình mua ở shop này, mình thấy khá là ưng với tầm giá đó. Rồi, anh em thấy video hay hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình làm những video tiếp theo nhé. Rồi, tạm biệt anh em.